Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động đã trao hỗ trợ 100 triệu đồng cho ngư dân Võ Minh Vương, chủ tàu cá QNG-96787TS, 65 triệu đồng cho ngư dân Mai Văn Cường, chủ tàu cá QNG-90153TS, trao hai máy ICOM cho hai chủ tàu cá cùng 29 thẻ bảo hiểm thuyền viên cho 29 ngư dân đi trên hai tàu cá gặp nạn, một bảo hiểm thân tàu cho tàu cá 90153TS của ngư dân Mai Văn Cường. Nhân dịp này, Quỹ Hỗ trợ Ngư dân Quảng Ngãi trao hỗ trợ hai máy dò cá, mỗi máy trị giá gần 18 triệu đồng cho hai chủ tàu cá, trao hỗ trợ 29 ngư dân với mức 2 triệu đồng mỗi người. Đây sẽ là khoản tiền hỗ trợ kịp thời để các ngư dân sửa chữa phương tiện, tiếp tục vươn khơi bám biển, bám ngư trường, bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc trong thời gian sớm nhất.